Chào các bạn, trên tay mình đây là cái chiếc Fujifilm XF10. Thì đây là cái chiếc compact mới nhất của Fujifilm với cảm biến lớn APS-C. Trước đây Fujifilm đã từng có con X70. Và cái chiếc XF10 này theo mọi người nói nó là cái bản nâng cấp của X70. Như bạn thấy ở đây là mình có hai phiên bản màu khác nhau. Một cái là màu vàng champagne với một cái là màu đen. Cái màu đen thì có vẻ giòn cứng cáp và chắc chắn hơn nhiều so với cái chiếc màu vàng champagne. Về bề ngoài thì cái chiếc XF10 này được thiết kế với cái vuông vức dòm rất là đẹp. Ở ngoài nó được hoàn thiện bằng hợp kim nhôm, dòm khá chắc chắn. So với cái dòng máy mà để chụp đời thường như con GR thì nó có vẻ nó hơi lớn hơn con GR một tí xíu. Bên phía bên trên thì chúng ta có ba cái nút chỉnh. Đầu tiên là cái nút chỉnh các chức năng PSAM và các chức năng set up sẵn như là chụp thể thao, chụp phong cảnh, chụp chân dung. Ngoài ra nó có một cái nút SR, một chế độ chụp tự động hoàn toàn. Ngoài ra thì chúng ta có hai cái nút, hai cái vòng chỉnh sát bên. Thì những cái này thì chúng ta có thể tùy chỉnh gán được các chức năng khác ở trong menu giống như những cái đời khác của Fuji mà thôi. Mặt sau thì chúng ta bây giờ chỉ còn có diện tích nhiều nhất là cái màn hình 3-inch, nó fix, không có lật lên lật xuống giống như dòng X70. Và ngoài ra nó được trang bị thêm một cái nút joystick giống như trên dòng XE3. Ở đây chúng ta có nút quy để gọi các chức năng nhanh. Về mặt trước của chiếc XF10 này rất là đơn giản. Chúng ta có một cái ống kính fix tiêu cự là 18.5mm, thì tương đương với là tiêu cự 28mm trên full frame, khẩu độ mở lớn 2.8-16. Bên hông thì chúng ta thấy ở đây có một cái vòng chúng ta có thể xoay được liên tục. Thì cái vòng này là cái vòng ring control, thì giúp chúng ta có thể gán được các chức năng cho nó như là thay đổi khẩu độ. Ở trên góc thì chúng ta vẫn có một cái đèn flash tích hợp, thì cái đèn này chỉ để chơi thôi chứ còn thực sự mình không đánh giá cao lắm những cái đèn nhỏ như thế này. Mặt bên dưới chúng ta có cái nắp cabin và thẻ nhớ gắn luôn trực tiếp trên này. Viên pin thì chúng ta có viên pin nhỏ với dung lượng là 1800mAh. Nói về cái thao tác và độ thuận tiện khi sử dụng thì trên cái chiếc XF10 này do nó được trang bị cái màn hình cảm ứng và cái hệ sinh thái, cái menu của nó giống như những cái dòng của Fuji gần đây. Nó rất là trực quan. Và do cái màn hình cảm ứng nên Fuji đã bỏ được rất là nhiều cái nút không liên quan. Và bây giờ họ đã gán luôn các chức năng, những cái gesture vô trong màn hình. Ví dụ như khi mà bạn vuốt bên này qua thì nó sẽ tự động nó chuyển về cái chế độ square, cái khuôn vuông, để các bạn chụp ra được cái hình của khuôn vuông và có thể dùng đó post lên mạng xã hội luôn, trực tiếp, không có cần phải chỉnh sửa nữa. Cái hình này thì nó thích hợp giống như các bạn mà những tín đồ của Instagram á. Các gesture chúng ta có đầy đủ như là vuốt từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong, dưới lên và trên xuống. Tất cả các chức năng ta đều gắn được những cái chức năng khác cho nó một cách dễ dàng. Nãy giờ là mình nói về cái bề ngoài và cái độ tiện lợi khi sử dụng. Thì về cái phần chính của chiếc máy này thì nó được sở hữu cái cảm biến APS-C với độ phân giải là 24 megapixel. Về khả năng quay phim thì con XF10 này nó được nâng cấp lên khả năng quay phim với quay với độ phân giải là 4K. Nhưng mà cái này chỉ để cho vui giống như những cái dòng XA5. Còn một cái điều cuối cùng là để làm nên tên tuổi của Fujifilm thì cái file của Fujifilm thì bây giờ họ vẫn tích hợp các chế độ giả lập phim, giả lập màu trên cái chiếc XF10 này. Tuy nhiên là nó bị rút gọn cũng khá nhiều. Với cái giá bán ra chính hãng tại Việt Nam là khoảng 11.500.000, thì cái chiếc XF10 này nó đánh mạnh vô những cái bạn mà thích hay chụp đời thường, chụp street đó. Và cái giá đó cũng không quá cao đó, thì nó là một cái lựa chọn cho các bạn. Do cái điều kiện là đây là cái chiếc máy test và mình mượn không có được lâu lắm nên mình không có trải nghiệm nhiều cho các bạn, thì mình sẽ hẹn các bạn một cái bài trải nghiệm chi tiết về cái hai chiếc máy này vào một cái bài sau. Xin cảm ơn các bạn.